quý vị, chiều cao tăng nhiều nhất vào những năm đầu đời và tuổi dậy thì. Đặc biệt là ở giai đoạn dậy thì chúng ta có thể tăng vọt thêm từ 10 đến 12cm nếu như được chăm sóc dinh dưỡng và ý thức tập luyện thể lực tốt. Sau giai đoạn dậy thì sự sụt giảm của các nội tiết tố liên quan đến hấp thụ canxi và phốt pho làm cho sự phát triển chiều cao chậm lại do ngừng quá trình chuyển canxi vào xương. Và nếu như bỏ qua giai đoạn dậy thì tức là các bạn đã lãng phí cơ hội vàng tăng trưởng chiều cao. Hãy cùng đi tìm bí quyết để tăng chiều cao tối đa cho lứa tuổi thanh thiếu niên trong Việt Nam vui khỏe ngày hôm nay nhé. Chơi thể thao, ăn uống đủ chất dinh dưỡng, bổ sung các vitamin và khoáng chất là những phương pháp các bạn trẻ thường áp dụng để hỗ trợ cho quá trình phát triển của cơ thể. Tăng 10cm chiều cao trong vòng 2 năm, đó là thành quả mà Duy Bách, một bạn trẻ vừa tròn 18 tuổi, đã đạt được khi áp dụng những yếu tố kể trên. Em đã nghe theo lời khuyên của bố mẹ em, có thể bổ sung canxi. Và hơn nữa em cũng khá là đam mê các bộ môn thể thao như là bóng rổ hay là bơi lội. Chiều cao được quyết định phần lớn bởi yếu tố di truyền, tỷ lệ chiếm khoảng 60-80%. Vậy nên nhiều gia đình lo lắng rằng nếu bố mẹ thấp bé hoặc con gặp tình trạng khó hấp thụ thì sẽ rất khó để có thể cải thiện được chiều cao. Tuy nhiên, theo nhiều nghiên cứu, nếu áp dụng lối sinh hoạt điều độ, ăn uống đủ chất dinh dưỡng cùng với đó là chăm tập luyện thể thao sẽ giúp cơ thể tăng sản sinh lượng hormone tăng trưởng ở tuổi dậy thì. Hiện tại em đã 16 tuổi và chiều cao của em là 1m75. Trước đây em cảm thấy rất tự ti về ngoại hình của mình bởi vì em ở trong lớp thì sự là thấp bé hơn các bạn trong lớp. Khi mà em thấy chế độ ăn uống của em nó không được tốt thì em đã tìm hiểu thêm về kiến thức về dinh dưỡng và em đã hoạt động những môn thể thao như là bơi, như là chơi bóng rổ. Bạn nhà mình thì hơi đặc thù một chút là bởi vì trong cái quá trình cấp 1 là bạn ấy bị hỏng hệ miễn dịch đường ruột do một đợt bị bạo bệnh. Thì cuối cùng là mình đã phải đi nhờ đến bác sĩ dinh dưỡng để họ tư vấn cho mình về cái chế độ dinh dưỡng cho bạn là như thế nào cho phù hợp. Khi mà bắt đầu 15 tuổi, bạn phát triển 15 được hẳn 10 phân chiều cao và đến thời điểm này là bạn đã được 1m75 rồi. Chiều cao của con người ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, dinh dưỡng, di truyền, thói quen sinh hoạt. Vì vậy, các bạn trẻ nên tìm hiểu, bổ sung những kiến thức để áp dụng cho mình những phương pháp phù hợp, áp dụng đúng thời điểm nhằm đạt được chiều cao như mong đợi. Ngay cả khi có một chế độ ăn uống lành mạnh thì chiều cao của hầu hết mọi người sẽ không tăng sau độ tuổi từ 18 đến 20 tuổi. Chính vì vậy, tận dụng khoảng thời gian vàng ở độ tuổi dậy thì là thời điểm quyết định để tăng chiều cao tối đa của người trẻ. Hiện dinh dưỡng được xem là cách tăng chiều cao ở tuổi dưới 18 hiệu quả nhất. Một chế độ dinh dưỡng đủ chất là một chế độ dinh dưỡng có đủ 4 nhóm: tinh bột, chất béo, chất đạm cùng 13 loại vitamin và 14 loại khoáng chất thiết yếu khác. Ngoài ra thì còn các yếu tố khác cũng rất quan trọng. Chia sẻ cùng chuyên gia của Việt Nam Vui Khỏe nhé. Thứ nhất là chúng ta cái tuổi dậy thì đấy là cái giai đoạn cuối cùng để có thể phát triển chiều cao. Các cái ăn uống thì chúng ta phải lựa chọn đủ năng lượng cho các bạn ấy không bị suy dưỡng, không bị thừa cân, béo phì thì cái đấy cũng ảnh hưởng đến phát triển chiều cao. Đấy, lựa chọn các thực phẩm nó giàu canxi đến từ các cái tôm, cua, cá rồi các cái sản phẩm sữa, sản phẩm từ sữa để chúng ta cung cấp được cái canxi cho các bạn ấy. Một cái nữa là các bạn phải hoạt động thể lực. Các bạn tham gia các hoạt động thể lực hàng ngày vì cái độ tuổi này phải khoảng 1 tiếng một ngày để các bạn duy trì các hoạt động thể lực. Chọn các cái vấn đề như nhảy dây, đi xe đạp, bơi hoặc là chạy bộ hoặc đánh cầu lông hoặc chơi bóng rổ. Ngoài ra một cái vấn đề quan trọng nữa là cái giấc ngủ của các bạn ấy phải đảm bảo. Và người ta khuyến nghị rồi khi để cho muốn cho cái hỗ trợ cho cái xương nó dài ra thì phải đi ngủ sớm và ngủ đủ giấc thì nó mới có cơ hội để hormone tăng trưởng, nó mới làm cho xương dài ra được. Thì chúng ta phải kết hợp với các cái chuyện là chế độ ăn, rồi là tập luyện, rồi chế độ ngủ, ngủ sớm và ngủ đủ giấc, chứ không phải là chỉ ngủ đủ giấc. Có bạn ngủ rất muộn, xong là bảo tôi vẫn ngủ đủ tiếng thì cái đấy là không hợp lý. Chế độ dinh dưỡng đủ chất, đa dạng, ngủ đủ giấc, tập luyện thể dục thể thao hay là uống đủ nước. Để có một chiều cao đạt chuẩn tối đa thì cần thực hiện kiên trì rất nhiều những thói quen nhỏ mỗi ngày. Hy vọng là quý vị đã kịp ghi lại những thông tin trong chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.